Welcome everyone, welcome back to my channel. Đây có thể là một tập mà tất cả các bạn, những tín đồ yêu thích nghệ thuật cocktail cũng như là tín đồ yêu thích cocktail đang rất là chờ đợi. Các bạn có biết gì không? Mojito. Giống như tất cả các loại cocktail khác thì Mojito có thể là một trong những loại cocktail mà nguồn gốc lịch sử của nó đã bị thất lạc. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về Mojito đã ra đời như thế nào nhé. Từ những năm 1500 vào đến năm 2002 của bộ phim James Bond thì Mojito là một thức uống mà đã có một nguồn gốc khai sáng cũng như là phát minh và có một hành trình kéo dài từ những năm thời xa xưa đến ngay tận bây giờ mà để nó trở thành một trong những thức uống phổ biến nhất của thiên niên kỷ mới. Và tất nhiên ai cũng có thể sẽ cho rằng mình là người tạo ra thức uống này cũng như là Mojito vào những năm trước đó nữa của lịch sử. Nhưng mà để có thể cho các bạn biết thêm một chút về nguồn gốc của Mojito thì có những tranh cãi rằng Mojito đã được làm từ những người nô lệ da đen ở cánh đồng mía ở Cuba. Và một xuất xứ khác của Mojito đó là Mojito được phát minh và sáng kiến ra từ một nhà hàng ở Havana, ở Cuba. Nhà hàng này mang tên là El Bodeguita de Medio. Thì nhà hàng này tự cho rằng đây là nơi mà Mojito đã ra đời và là một nơi ở Havana, Cuba. Nhưng mà công thức đầu tiên của Mojito là vào những năm 1500 thì từ Francis Drake, là người mà đã đi xâm chiếm thành phố Havana, Cuba. Cuộc xâm chiếm này không thành công, nhưng để lại đó là toàn binh lính của ông lại bị bệnh ghẻ. Một điều thú vị là những người Nam Mỹ địa phương thì họ có công thức chữa bệnh ghẻ đó là lá bạc hà, đường và mía. Thì công thức này lại như thế nào đó đã trở thành một thức uống nổi tiếng của ngày nay. Khi nào mà Mojito trở thành một thức uống rất là phổ biến thì phải vòng trở về vào những năm 1800 khi mà cái công ty rượu rum mang tên Bacardi. Nếu mà các bạn yêu thích rum hoặc là biết về Bacardi thì Bacardi là một cái công ty rất là nổi tiếng về rum. Thì Bacardi đã tạo nên một cái commercial, có nghĩa là một cái chiến dịch quảng cáo qua một bộ phim cũng rất là nổi tiếng mang tên là James Bond là điệp viên 007. Vào năm 2002 thì trong bộ phim này thì có một cái cảnh là làm Mojito tại nhà. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ mix it up with Mojito. Mojito được làm từ những lá bạc hà tươi, nước cốt chanh, đường và rượu rum. Thì đó là một sự hào quyện của nước chanh, đường. Và cái vị chính của Mojito sẽ là rất là minty, ở đây có nghĩa là rất là bạc hà. Là khi các bạn uống sẽ có mùi bạc hà rất là nồng. Và khi mà làm xong Mojito thì sẽ được thêm vào nước soda để làm cho cái sự refreshing và bubbly mà hay nói. Những dụng cụ cần thiết để làm Mojito đó chính là: thứ nhất, shaker, double strainer, shaker. Và xin giới thiệu các bạn muddler. Và chúng ta dùng muddler để làm gì thì hãy đón xem phần tiếp theo nhé. Các bạn có biết Hào đang cầm gì không? Đây chính là bạc hà, một thành phần chính không thể thiếu mà tạo nên Mojito. Thì bao nhiêu lá bạc hà là đủ thì Hào nghĩ là chúng ta sẽ cần khoảng 4-5 thế là 6 lá bạc hà thì sẽ tạo được mùi vị và độ nồng của Mojito. Chúng ta sẽ bắt đầu lặt những lá bạc hà và bỏ vào trong cái shaker nhỏ trước. Và sau đó chúng ta sẽ dùng muddler để dầm cái lá bạc hà ra. Lý do tại sao chúng ta lại dầm lá bạc hà vì các bạn muốn rằng cái lá bạc hà sẽ tỏa được cái mùi hương tốt nhất và cũng như là nhiều nhất cho cái cocktail của mình, thì khi mà mình dầm cái lá bạc hà nó sẽ làm nên cái điều đó. Cách mà chúng ta cầm cái middler thì các bạn sẽ không cầm như thế này mà chúng ta sẽ cầm như thế này, tại vì cầm như thế này khi mà cái dùi này nó chống vào cái lòng bàn tay của bạn thì khi mà dầm á, thì các bạn sẽ có lực và có thế để mà dầm cái loại cocktail này, cũng như là sẽ áp dụng cho tất cả các loại cocktail nào mà cần middler. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dầm nhé. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ để rượu rum vào. Các bạn sẽ cần 1.5 ounce rum. Không 0.5 ounce nước chanh tươi. 0.5 ounce nước đường. Và sau đó chúng ta sẽ chừng thêm nước đá vào là bắt đầu shake nhé. Và để đựng loại cocktail này chúng ta sẽ dùng Collins hoặc là những cái ly mà cao hơn chút xíu, bởi vì có rất là nhiều người thích uống Mojito rất là nhiều với nhiều soda, thì các bạn muốn cái ly cao hơn để là thêm nhiều soda vào. Nhưng mà ở đây thì Hào có cái loại ly này rất là đẹp và sẽ rất là phù hợp với Mojito. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đổ cocktail vào nhé. Và các bạn có thể thấy là Hào có để đổ cái cocktail này ra cái ly như thế này. Hào thấy là rất là nhiều người đúng là theo công thức cũ và bài bản cũ thì các bạn sẽ đổ cái nguyên một cái thành phần các bạn vừa shake vào trong cái ly này, thì có cả cái lá bạc hà trong cái ly luôn, đó là kiểu cũ. Nhưng mà thời đại bây giờ chúng ta sẽ loại trừ cái lá bạc hà vừa shake ra. Lý do là vì sao? Vì khi mà các bạn vừa shake xong thì cái lá bạc hà đã ra hết cái tinh dầu rồi. Khi mà bạn đổ vào ly và bạn uống á, thì chỉ toàn là lợn cợn của cái bã lá bạc hà thôi, cũng chẳng có mùi vị gì thêm và cũng chẳng có ngon lành gì thêm. Nó chỉ làm cho chúng ta phải lừa qua lừa lại, khi mà uống thì cái cocktail nó xong không còn ngon nữa. Đó là thời đại bây giờ. Thế là chúng ta sẽ cho nước đá vào ly. Và cuối cùng sẽ là soda. Và để garnish thì chúng ta sẽ garnish với một nhánh bạc hà tươi. Và khi mà garnish thì các bạn không quên là chúng ta muốn, thay vì các bạn nhớ ở tập trước thì mình sẽ bóp cái tinh dầu của những vỏ cam hoặc là vỏ chanh vào cái miệng ly và mình lơ một vòng, thì vì cái này là sẽ không có tinh dầu, nhưng mà đúng ra thì tinh dầu sẽ trong cái lá bạc hà. Và làm sao để có thể tạo cái mùi tinh dầu nó ra thì các bạn chỉ cần đánh nhẹ vào cái khuỷu tay của mình như thế này, thì cái mùi tinh dầu nó đã ra rồi. Và các bạn chỉ cần cắm vào ly, trang trí, thì chúng ta đã có một ly Mojito rất là đẹp như thế này, phải không các bạn? Rất là refreshing và thực sự là rất là một chút thanh mát, ngọt ngọt, và cái mùi minty, cái mùi của lá bạc hà sẽ là một cái mùi hầu hết như là các bạn sẽ cảm nhận được khi mà các bạn đưa lên mũi như thế này. Tại vì mình có cái garnish ở đây, và trong cái vị của Mojito ở đây sẽ là một cái vị bạc hà đặc trưng, một chút ngọt, một chút chua chua của nước chanh, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là một chút bubbly và một chút sủi bọt của soda khi mà các bạn thêm vào ở khúc cuối. Và đó là Mojito của ngày hôm nay. Hy vọng rằng tất cả các bạn yêu thích Mojito cũng như là đã muốn tìm hiểu cách làm sao ra là Mojito, thì tập này Hào đã có thể giúp các bạn, cũng như về lịch sử, cũng như về cách làm mà Hào đã truyền đạt cho các bạn. Các bạn biết không, các bạn có thể làm Mojito tại nhà rất là dễ dàng. Hãy thử ra một quán bar và order món cocktail này và cho Hào biết cảm nhận ở link below nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe ở góc phải màn hình, chia sẻ rộng rãi, và cũng như là đừng quên những comment và những nhận xét mà các bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như những câu hỏi bạn đặt cho Hào nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Mix It Up.